Chào anh em, hôm nay mình sẽ review về con Samsung A10 mới ra, được xem là sát thủ của điện thoại thọc, tập trung vào phân khúc giá cực rẻ dưới 3 triệu đồng. Rồi cùng đón xem video nhé. Samsung A10 phân khúc dưới 3 triệu đồng. Hiện tại thì mình đã mở hộp ra rồi. Phía trong cái hộp sẽ có một củ sạc, một que chụp sim và một cái cáp sạc. Và đây là Samsung A10 phiên bản mình đang có là màu đỏ. Phía trước chúng ta sẽ có một cái màn hình 6,1 inch, độ phân giải là HD, HD cộng thôi, chứ không phải là Full HD nha. Ở trong là một cái camera đơn để selfie. Cái này chỉ có 5 megapixel à. Phía sau của nó là một camera đơn cộng một cái đèn flash trong một cái cụm màu đen. Bên dưới là logo Samsung. Ở dưới đích là cái lỗ sạc mic đàm thoại và cái cổng sức 3.5 mm. Bên trên chỉ có mic thở thôi. Hai bên hông là nút power và nút tăng giảm volume. Ok, chỉ cái vậy thôi. Bên này là chỗ gắn sim. Được rồi, mình sẽ tăng độ sáng lên tối đa nha. Về màn hình của em này á thì chỉ có độ phân giải là HD cộng thôi, nên thực ra nó rất là thì màn hình chỉ có độ phân giải là HD cộng nên nó rất là mờ nha, không có được nét lắm đâu. Mình sẽ ví dụ một cái video YouTube đi. Về phần âm lượng thì rất là lớn. Âm lượng loa của em này rất là lớn nha các bạn. Nhưng mà bass chết thì chắc không có đâu. Nghe kiểu như là chống điếc thôi mà. Cấu hình thì cũng cùi cùi thôi. Nói chung là chỉ đủ xài cho các tác vụ thông thường. Và nếu mà các anh em chơi game á thì xác định là chơi cho đỡ ghiền thôi, chứ không có chơi được mượt đâu nha. Trọng lượng của em này khá nhẹ, chỉ có 160, khoảng 162 gram thôi, nên rất là nhẹ. Một phần cũng vì cái mặt lưng này là bằng nhựa, không phải bằng kim loại. Phía trước thì màn hình này là công 2.5, nhưng mà vuốt ra thì nó không có sướng nha, tại vì bên G đây nó cấn cấn nè, cấn ở phía G này nè, cho nên không có tràn xuống luôn mượt được nha. Camera thì trong phần camera có camera quay phim, nó có một chế độ là face, chế độ chụp ảnh góc rộng và chụp ảnh góc gần nè. Lát nữa mình sẽ để video cho các bạn xem về chất lượng ảnh. Về cái này chỉ có một camera thôi nên
gốc rộng và gốc gần thực ra là chỉ là thuật toán thôi chứ không phải là gốc rộng và gốc gần thật nha. Gốc rộng chính là cái camera bình thường của nó. Hiện tại thì con này đang chạy phiên bản Android là 6 chấm 9.1 9.0, bản UI là 1.1. Có hỗ trợ chế độ Dark Mode. Là có nghĩa là các bạn sẽ chuyển toàn bộ cái giao diện này sang màu đen. Nhưng mà mình quên chỗ nào rồi. Nói chung á, để em này gọi là sát thủ của điện thoại Trung Quốc giá rẻ thì chắc cũng không lại rồi. Tại vì mình thấy trước đầu tiên á, là cái cấu hình nó quá là cùi bắp đi. Cái độ phân giải thôi, màn hình nó cũng quá thấp. Camera thì quá tệ. Thực sự là quá tệ. Bên trong lại không có cái tai nghe kèm theo nha. Được cái là màn hình độ phân giải thấp, cấu hình thấp và pin thì 3.400, nên chắc là pin sẽ hơi lâu á. Được cái là được cái pin thôi. Với được cái màn hình nó là tỷ lệ mới nên các bạn sẽ có nhiều không gian để hiển thị hơn. Rồi video của mình chỉ có bao nhiêu thôi, tại vì con này cũng không có gì để nói nhiều. Rồi cảm ơn các bạn nha.